Việt Nam cho biết vừa bàn giao cho Mỹ một bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, MIA. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, buổi lễ hồi hương hài cốt diễn ra hôm 16 tháng 9 tại văn phòng MIA Hoa Kỳ ở Hà Nội với sự tham dự của ban giám đốc cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích và đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Napper. Đây là kết quả của hoạt động tìm kiếm lần thứ 148 diễn ra trong tháng 8 và tháng 9 năm nay và đây là đợt trao trả hài cốt lần thứ 159 kể từ năm 1973. Đại sứ quán Mỹ từng cho biết là hai nước Việt-Mỹ đã hợp tác trong hơn 30 năm để kiểm kê những người Mỹ còn mất tích trong chiến tranh.